Nếu như các bạn mà có nhu cầu với các cái món đồ chơi ga siêu nhân như thế này thì các bạn có thể liên hệ với cả Tichy Shop. Đó. Đằng sau lưng mình đây là một dàn các robot hợp thể. Đây camera mình đứng dịch vào đây. Đó. Yeah. Qua đi. Chắc cái này đi. Đấy, các bạn có thể xem con khỉ đột đúng không? Xuyên cao. Ừ, khỉ đột. Review sản phẩm này à? À, quên mua nước ngọt rồi. Con này là gao sư tử này. Đấy. Anh em uống nước lọc vậy nhá. Biến hình nha, biến hình. Còn đây là biến hình. Điện thoại để biến hình của siêu nhân. Biến hình nha anh. Nhưng mà không có quần áo. Biến đi. Đấy, con mua gao. Biến hình đi, xong anh tính ra anh ghép vào sau. quá là nhiều mô hình luôn. Nhiều không anh? Còn đây là đấy, robot này. Tinh cầu. Con này là con mới sao? Xưa không biết loại nào. Nhiều loại thì mình không biết được. Không, đấy là con siêu nhân hải tặc anh ạ. Ừ, đây con hải tặc này. Hải tặc vũ trụ. Đây hải tặc này. Go Kiger. Cái ghép thành con thuyền đấy. Ừ. Đây này nó có cái như kiểu là cái la bàn. Ừ, không phải. Cái đánh lái ấy. Đánh lái không? Ừ. Ok. Con đấy là siêu nhân ninja. Không, nó ghép bởi các cái chữ, đây là chữ nước này. Mi dư của anh. Ninja đấy. Mi dư này, xong rồi cây này, đúng không? Thủy, phong, gì đấy. Ừ. Đất. Đâu, thổ. Thổ. Phong, thổ. Thì đất là thổ. Con này của năm nguyên tố đúng không? Hỏa ấy kìa. Không, nó lại không phải là kim mộc thủy hỏa thổ, nó là phong mộc thủy hỏa thổ. Đúng phong không mộc thủy hỏa. Sao con robot bắn bi? Còn đây là gọi là các cái tinh cầu đúng không? Vâng. Tinh cầu đấy mới à? Mới lâu rồi, con này từ 2017. À đấy à? Không biết. Thế làm sao mà lâu mời trung tâm anh đem về làm tài liệu xem xét. Ôi, có mấy con giống nhau ấy chứ. Ờ, nhiều con giống nhau lắm. Chứ phải mang đi bán nữa anh. Đây mấy con này giống nhau rồi. Mấy con đấy nó hot. Đúng rồi. Go Kiger mà anh, hải tặc vũ trụ mà. Nhìn con này cũng được này. Nhưng mà có gao kinh không? Không có anh. Gao kinh hiếm. Tức là mấy con đấy dễ bán lắm. Gao cái hết này. Tức là cái đội mà sưu tập là nó rất thích mấy cái con nổi tiếng đấy. Rất thích mấy con ngày xưa. Nhất là gao. Đây hộp này là của cái con này đây. Đúng rồi. Ô, con đấy đi Phượng Hoàng không anh? Con nào? Cái sư tử. Sư đỏ kìa. Cái sư tử. Còn con này là con gì đây? Mất đầu. Voi à? Đâu con hổ ấy thì... Con này là con rơi rồi. Con này con rơi. Trông giống cái con siêu nhân đời bé bé nhỉ. Con này là chắc kiểu mấy con ô tô ghép lại này. À cái này nhớ siêu nhân ô tô. Đây con này cái khủng khiếp này. À, được chưa? Đã. À, nó trong bộ cái con khủng long kia đúng không? Không, bộ đúng không? Thú, bộ thú. Thế giác. Cái thằng này lâu đời lắm rồi đúng không anh? Ừ. Con này. Đây rồi. Cần gia tài. Được không anh? Chỗ này cũng phải mấy trăm triệu nhỉ? Hẹn nghĩ thế. Mấy trăm thằng. Mới nó hiếm lắm. Mới là người ta chưa bóc ra thì sẽ có thế là người ta để nguyên hộp rồi. Đúng rồi, nó để từ năm 2 đến 3. Yu-Gi-Oh! Pokemon. Anh gặp báo Nhật luôn à? Báo xích về nó Nhật nữa. Anh gọn xong rồi nha, nói chung kinh lắm. Bưa. Ồ, mấy con này là... Website bảo là Facebook, bán Facebook là Shopee đấy. Facebook, Shopee, TikTok, YouTube. Facebook của anh có lưu lại dữ liệu thải ra không nhỉ? Dữ liệu thải ra là cái gì?
Bao nhiêu bộ này mà lắp ráp được đỉnh nhỉ? Đỉnh quá. Được đấy. Ok luôn. Ôi, thế là phải tự lắp ráp hả? À, phải tự lắp ráp. Xong rồi phải hiểu là ý nghĩa của những cái con đấy nó như gì. Đấy. Hiểu được câu chuyện của mỗi một con robot lại là một câu chuyện khác nhau. Được chưa? Bây giờ mà cho mấy đứa nhít nhít lên đây thì thôi. Định luôn, bấm luôn này. Khoảng chắc khoảng 5-10 phút thôi là chỗ này nó ra ra cái hình gì luôn đấy. Trước khi đến nhà là phải đấm hai phát. Cứ đấm trước khi khảo khảo. Cho nó ra cái hình gì luôn đấy. Ủa, con này là gà vu à? Nó gà vu đâu anh? Con này gà vu. Đấy. Gà vu, các gà vu nghe nó hiếm lắm. À. Nhiều nhiều hợp thể lắm nhưng mà anh cũng không biết hết. Anh cũng không biết hết các thể loại gà. Xem nhưng mà ý là mình không thể xem được hết ý. Cái này thì đúng là hàng Nhật rồi mà cái hộp này. Bởi vì anh những cái này bên kia anh cũng xem hết rồi nhưng mà chẳng qua là anh không mua sưu tầm thôi. Ngày xưa mà chả thích. Ủa, mấy cái này. Nhìn ra kìa. Đúng không? Còn kia là Bandai. Thằng này là xưa hải tặc này. Ừ. Ngày xưa mà chả thích những cái này à? Xưa hải tặc này. Đúng không? Xưa hải tặc này nó ghét từ con thuyền này. Mấy con phổ biến như thế. Ở châu. Con này như là con này. Ghét đôi. Họ có báo này. Ừ. Ui. Nhiều đồ lắm. Máu mà còn hơi chảy đấy.